TV xin kính chào các bạn. Video clip ngày hôm nay để dưới mặt đất thôi, một lát quay tới xe. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái cách mà xử lý cái việc là bể phốt cúp ben, hay còn gọi từ chuyên môn là mất áp lực dầu phanh trong hệ thống phanh thắng đĩa. Hệ thống thắng đĩa là thắng sử dụng thủy lực cúp ben. Xài dầu ở bên trong đường ống, dầu bên trong đường ống, để dùng cái lực tác động tay bóp nén cái sức nén của dầu, làm bung những cái bố thắng, bung má phanh để bám vào đĩa phanh, giảm cái tốc độ xe lại. Thì cái thắng trên xe máy nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng thắng vành tan trống, hay còn gọi là thắng đùm. Thứ hai là thắng đĩa, hay còn gọi là thắng thủy lực, thắng bằng dầu. Đó thì anh em nhìn cái này là biết cái gì rồi, đúng không? Hậu quả của hai cái clip anh thợ sửa xe máy và hai cái hành trình nằm ở tại Đà Lạt. Thì đúng ra là cái chương trình của mình là tiếp tục đến với lại thành phố biển Phan Thiết để làm một cái ban và gặp anh em ở Phan Thiết. Nhưng mà vì lý do là thời tiết quá mưa đường nó không đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thời gian, quỹ thời gian mình nó không có nhiều. Thành ra là mình dự định mình đi Phan Thiết, mình làm tiếp cái ban. Mà do là quỹ thời gian nó không nhiều, rồi gặp thời tiết nó xấu nữa, cho nên cuối cùng thì mình phải về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở tại Phan Thiết thì mình cũng đã phải xử lý lại chiếc xe F135. Mình phải thay lại dầu thắng và kiểm tra cái kỹ thuật của mấy anh đó làm. Nhưng mà rất tiếc là cái việc mình làm thì nó lại là ban đêm, cho nên là mình ánh sáng không đủ, mình không có quay clip cho các bạn được. Thì mình cũng tính là sửa luôn cái cúp ben, nhưng mà do cái thời gian thì nên là mình để về thành phố Hồ Chí Minh mình quay một cái clip mình hướng dẫn anh em cái cách sửa cái này và cách lấy hơi dầu thắng đĩa. Đó thì video ngày hôm nay mình sẽ nói anh em là lý do tại sao cái này nó hư, và tại sao nó hư cái này thì không thắng được, nguyên lý hoạt động của cái thắng đĩa và cái cách sửa nó như thế nào liên quan tới những cái bệnh liên quan tới cái thắng đĩa. Trước mặt anh em thì cái này gọi là cái cúp ben. Cái cúp ben là nó là một, mình hiểu cái từ ben đi, nó là một cái nơi mà để tác động lực để mà bơm hay gọi là ben cái dầu đi vào đường ống và đi đến con heo dầu. Đó thì cái này là cái cúp ben. Hiện tượng mà mất áp lực thắng đĩa nó xảy ra, thứ nhất là hết dầu thắng, thứ hai là bị bể phốt cúp ben chảy dầu ra ngoài, thứ ba là lủng đường ống, và thứ tư là bể phốt trên heo dầu. Thì một lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn là cách vệ sinh, tháo ra vệ sinh heo dầu bình thường luôn và thay dầu thắng, cũng như là mình hướng dẫn các bạn là vệ sinh cái con này và thay dầu thắng một cách bình thường nhất. Đó thì làm sao mình biết được cái cúp ben hoặc con heo dầu nó bị bể? Đơn giản, nhìn bằng mắt thấy nó chảy dầu ra là nó bị bể phốt. Ở đây nè, mình cũng chưa rửa đó, mình nhấn xuống các bạn thấy nè, dầu đó, dầu trong này nó vẫn còn, nó sẽ xì ra ở cái lỗ này nè. Thực ra là trong cái đường ống này có hai cái phốt, và cái phốt đó nó đã bị chai cứng hoặc là bị tét rồi, cho nên nó xì. Và ngoài ra khi chúng ta kiểm tra, chúng ta muốn biết chính xác hay không, thì ở trên, lúc nào trên cái cúp ben này cũng vậy, nó sẽ có một cái đường cấp dầu. Đây là đường cấp dầu vô, là nó từ cái bình dầu cấp dầu vô. Còn nếu mà đối với cái loại thắng đĩa trước thì nó có một cái bình dầu dính trên tay thắng, thì dầu sẽ đổ trong bình dầu và nó cấp dầu vô trong cái T-ben. Và T-ben khi mà chúng ta tác động một cái lực giống như cái xi lanh đóng chích á, thì nó sẽ đẩy áp suất, nó sẽ đẩy dầu đi ra ngoài này. Thì nếu chúng ta muốn thử thì chúng ta chỉ cần lấy tay bịch ở đây và đẩy cái ben này, nó không xì hơi ra, nó không có áp lực hơi xì ra, thì có nghĩa là cái phốt cúp ben này đã bị bể, bị xì rồi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cách sửa lại cái này cái đã, rồi mình sẽ chỉ anh em cái vệ sinh heo dầu và lấy dầu. Em đã theo dõi kênh của mình thì cũng biết bữa trước mình bị cái gì rồi. Là hôm trước hành trình mình lên Đà Lạt á, nó bị bể cái phốt này, và mình đi vòng vòng Đà Lạt thì không có chỗ nào sửa hết á, chỗ nào cũng đòi thay cái cúp ben này hết á. Nếu mà lô á, công cán luôn là 550, còn zin là gần 1 triệu, và cuối cùng thì mình phải vào hãng Yamaha chính hãng để mà mình thay cái bộ phận này. Đó thì với giá là 850.000 và hai cái lông đền là tổng cộng là 890.000. Thật ra có nhiều bạn nói, ủa tại sao anh không sửa đi, anh tốn tiền chi này nọ. Thì bản thân mình á, là mình biết sửa cái này mà, đâu phải là mình không biết sửa đâu. Nhưng mà mấy bạn mấy bạn có nhiều bạn nói, ủa sao biết sửa, giỏi quá không tự sửa cái này nọ đó. Thì thiệt là mình biết sửa, nhưng mà thứ nhất là mình đi chơi, mình đang giả lập là mình là những cái bạn đi phượt và không có đồ nghề và không biết nghề sửa xe,
mình đóng vai trò là các bạn để các bạn trải nghiệm cái việc là mình khi mà mình bị sự cố như vậy đó thì nó sẽ như thế nào khi mà sửa ở ngoài và khi nào sửa trong hãng đó, thì mình mới làm cái clip đó, mình bỏ tiền túi ra mình làm để cho các bạn thấy được cái việc đó. Còn cái việc về nhà mình sửa cái này thì chuyện này đơn giản với mình quá, 1 phút 30 giây à ha, rất là đơn giản. Thì ngày hôm nay mình trả lời câu nói là mình câu hỏi các bạn là mình làm được không nè, đây là mình đang làm nè, mình cho các bạn coi rất là dễ dàng đó. Thì để lấy được cái cúp ben này ra đó, thì chúng ta sẽ thay luôn cái phốt chụp bụi. Thì đây mình chưa có chuẩn bị chìa khóa, mình sẽ phải mở con ốc này ra luôn, mình mở hai con ốc này ra luôn và mình tháo cái bát này ra thì vậy nó dễ thao tác hơn ha. Sau đó mình kéo cái phốt này ra thì mình sẽ thấy ở trong này nó có một cái phe gài và mình dùng cái kìm mở phe, mình lấy cái phe này ra, vậy là mình đã tháo thành công cái ben. Thì thiệt ra cái cấu tạo cái ben này nè là nó giống như là một cái xi lanh ống chích vậy đó, nhưng mà chỉ khác là nó có thêm một cái đường để dầu nó đi vô thôi, còn lại là tạo áp lực thôi. Đây đây là cái phần cơ nè, phần đạp của nó nè các bạn, phần đạp của nó nè ha, phần cơ rồi mình bỏ qua bên, và đây chính là phần ben, phần ben nè các bạn thấy không. Thì cái phốt ở bên trong này nè, cái phốt này nè đó, ở đây là cái đầu ben, ở đây nó có một cái phốt nè, phốt đen nè, mình lấy cho các bạn coi. Đây đây là một cái phốt nè, nằm ở ngoài. Thì cái phốt này làm nhiệm vụ là cản bụi, gọi là phốt chụp bụi đó, phốt chụp bụi để cho bụi đất nó không rớt vô ha, là một cái. Rồi bỏ ra. Rồi trong này nó có một cái phốt nữa, cái phốt thứ hai, và cái phốt này làm nhiệm vụ là cái ben. Cái ben là nó sẽ tạo một cái lực hơi áp suất ha, nó tạo một cái lực hơi áp suất để nó đẩy cái chất lỏng trong này là cái dầu thắng đi từ cái bình dầu đi xuống con heo dầu đó. Đây là cái phốt thứ hai. Cái phốt này được gắn trên đầu của cái phần cốt đó, thì cái này là giống như một cái xi lanh ống chích bình thường đó các bạn. Đây nè, đây là cái phốt thứ hai ha, cái phốt này gắn ở trên đầu cái cốt này đó, cái phốt này nằm dày. Rồi thì cấu tạo một cái ben nó đơn giản chỉ là một cái phốt ở đây ha, một cái phốt để tạo áp lực và một cái phốt cản bụi và một cái giống như là bít tông á, cái này là cái xi lanh đó, bít tông chạy trong này đó, rồi cái xi lanh ở ngoài đó, đơn giản là nó chỉ như đó thôi chứ đâu có gì phức tạp đâu đó. Thì bây giờ nó bị bể phốt thì mình chỉ việc mình thay hai cái phốt này thôi, còn khi nào mà nó gãy cái cốt này thì mình thay cái cốt mới. À, còn khi nào mà trường hợp nó bể nó nứt cái này thì mình mới thay, chứ còn cái này có gì đâu mà mình phải thay nguyên một bộ 800-900 ngàn, rất là vô lý các bạn ha. Rồi đó thì mình cho các bạn coi cái cách mở ra. Bây giờ mình sẽ nói là mình sửa bằng cách nào. Thì thiệt ra á, nếu mà những cái cửa hàng phụ tùng nè, mình nè đó, mình không có làm nghề xe ha, cái này là mình sưu tập để mình gửi cho mấy bạn học viên của mình, anh em của mình thôi, trong nhóm thôi, một bịch cả trăm bộ. Đây là Yamaha nè, Yamaha này là Yamaha những cái cốt cúp ben nhỏ nè các bạn. Đó, Yamaha cốt cúp ben nhỏ. Yamaha nó rất là gọi là khôn đi. Nó khôn đó, khôn lỗi, khôn vặt, khôn gì cũng bị khôn thôi. Rồi, nó không có sản xuất cái phốt lớn. Rồi, nó chỉ có cái phốt nhỏ thôi. Thì mình có một cách khác là mình có một cái loại khác, là cái loại đó là cái loại Honda. Honda nó có một cái loại phốt cúp ben của tay ga. Cụ thể là mấy cái tay ga Leaf, Bassy rồi đó. Thì nó có một cái phốt cúp ben lớn hơn cái cúp ben của Honda nhỏ và Yamaha nhỏ. Nói sơ về cái nguyên lý hoạt động trước đi, mô tả nguyên lý hoạt động cũng cho anh em hiểu. Ở đây cho dù là cái thắng tay hay cái thắng chân thì nguyên tắc của nó cũng là một cái xi lanh. Trên cái xi lanh này, ở trong này nó có một con trượt chạy trong lòng xi lanh, và trên này nó có hai cái phốt ha. Ở đây nó có cái lò xo để nó hồi về. Rồi lúc nào á thì cái lỗ bơm dầu nó cũng nằm ở giữa hành trình xi lanh hết. Thì khi chúng ta đổ dầu thắng đây, cho dù là cái thắng tay á, thì cái này là cái cụm nè, đúng không? Dầu thắng nó sẽ đi theo cái đường ống đi xuống đây. Khi chúng ta bóp thắng tác động đẩy cái xi lanh này tới, thì cái phần này là mình đang cho nó ở vị trí là đang đạp vô nha, chứ đúng ra nó nằm ở ngoài là nó sẽ hở được cái lỗ này, thì dầu từ trên sẽ chảy xuống đây, chảy nằm đây. Và khi chúng ta đạp thì hai cái phốt này làm nhiệm vụ gạt dầu đẩy nó xuống như này. Đó, đẩy xuống dưới này, và cái lực dầu đó nó sẽ tác động, nó đẩy hai cái bít tông ra ép bô đĩa. Thì nếu như là một bít tông thì này là một bít, còn cái loại 4 bít thì nó là 4 bít thôi, nó đẩy dầu ra. Nguyên tắc trên con heo dầu lúc nào nó cũng có một cái phần ở trên nó lấy một cái lỗ, và có con ốc, đó là cái lỗ gọi là xả gió, hay còn gọi là xả bọt khí. Đó, có nghĩa là khi chúng ta đổ dầu vô đây thì lúc nào nó cũng phải có một cái luồng không khí ở đây, và lúc nào con ốc này cũng phải nằm trên cao để mà chúng ta xả ra thì cái không khí nó bay ra ngoài để trong này kín dầu, no dầu ha. Thì khi mà nguyên tắc lấy hơi á, chúng ta đạp hay là chúng ta bóp là cái phần bít tông ở trong này nó sẽ chạy trong xi lanh, nó đẩy dầu. Thì chúng ta muốn lấy hơi
Nếu mà lấy hơi từ đây, chúng ta mở cái con ốc dây dầu này ra. Khi chúng ta đạp vô thì chúng ta phải đạp ra đó, chúng ta đạp ra thì chúng ta cho nó hở để không khí ở trong nó tống ra. Và khi chúng ta buông tay ra thì cái phần xi lanh này nó chạy về, được lò xo đẩy về là nó sẽ hút không khí về, thì chúng ta phải bịt kín lại để tránh trường hợp nó hút không khí ngược từ ngoài vô ha. Thì khi chúng ta làm vậy thì chúng ta xác định được là dầu nó có bend ra hay không. Nó bend ra tới đường ống thì chúng ta thử ở đây cũng vậy. Khi chúng ta bóp thắng, chúng ta đạp vậy đó, chúng ta sẽ bịt kín cái đường ống ở đây lại. Chúng ta bịt kín đường ống này lại. Và khi chúng ta buông nó ra, khi chúng ta bóp thì chúng ta sẽ buông nó ra cho nó tống dầu ra, nó tống dầu và không khí đi ra. Và khi chúng ta buông nó ra thì chúng ta phải bịt nó lại để cho không khí ở ngoài không hút vô. Đó, đó là cái nguyên lý. Vậy thì tới cuối cùng chúng ta thử cái mà dầu nó đã vô đây rồi, như nãy mình là mình lấy dầu mình đặt ngược lên đây rồi đúng không, thì trong này nó vẫn tồn tại một cái lượng không khí, thì mình phải xả hai đầu ốc này hoặc là xả cái này để cho cái phần không khí bọng ở trong nó chạy ra ngoài, nó đi theo ra ngoài. Thì như vậy ở trong này giờ no dầu rồi đúng không, mình sẽ bóp tới thắng cứng vô, tác động dầu cứng vô thì chắc chắn là phần bọt không khí nó sẽ nằm ở trên cụm này. Mình cái việc mình nhả nhẹ con ốc ở đây thì áp lực nó sẽ đẩy đầu tiên là không khí văng ra ngoài và tiếp theo là một lượng ít dầu đi ra ngoài, và mình khóa con ốc này lại xong mình buông tay thắng, thì lúc đó đảm bảo là các bạn đạp lần thứ hai là cái lượng không khí đã mất đi rồi, là chúng ta lấy hơi thành công nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm thực tế đi các bạn, bị hư cho các bạn coi. Không có đồ nghề cho nên làm bằng cái nồi, anh em thông cảm nha. Tại không có nhiều đồ mà đồ đang đựng hết trơn mấy cái mâm này. Lấy này để rửa đỡ thôi. À, đây là hai cái phốt. Đó, hai cái phốt của xe bay xì ha. Hai xe bay xì đó, mình là một đống phốt mình phải soạn ra nè. Mình kiếm hai cái phốt. Thì tùy loại, có loại thì nó có luôn cái ti nhôm rồi là có luôn cái ben. Còn có loại thì nó chỉ có cái phốt không thôi. Thì cái nào cũng được, các bạn muốn thay luôn ti ben cũng được, nếu mà nó cảm thấy nó lỏng không an toàn thay ra. Hai phốt mới, hai phốt cũ, các bạn thấy không? Hai phốt cũ. Cái phốt này thì mình thấy là cái phốt này do lâu ngày nó bị giống như nó bị co lại, nó bị teo lại á. Thì thực ra vậy nè, cái dầu thắng nó quan trọng lắm anh em. Nếu mà chúng ta xài cái dầu thắng dởm á, thứ nhất là khi chúng ta chạy chúng ta thắng á, thì cái dầu thắng nó sẽ bị sôi lên, cái ma sát của cái bố đĩa nó sẽ truyền nhiệt làm cái dầu thắng nó nóng lên, mà nhất là đi đường đèo á, nó nóng lên quá cỡ thì nếu mà cái dầu thắng dễ nhiệt không tốt á là nó sẽ tác động trực tiếp lên mấy cái phốt này, nó làm cháy mấy cái phốt này. Khi cháy vậy thì da nhiệt chúng ta đạp á, nó truyền nhiệt nên là nó cháy thì những cái phốt này nó teo lại nó bị chảy. Đó là do chúng ta đi đường đèo, chúng ta đạp thắng nhiều quá, chúng ta sử dụng thắng á, chúng ta sử dụng nhiều. Thì bữa hôm lên đèo là mình không có chạy, mình đưa cho một đứa em nó chạy xe của mình. Còn cái hôm mà đứt thắng thì bắt đầu mình sợ nó mất an toàn mình mới chạy xe, thì mình thắng số mà đó. Thì khi đi đèo mà thắng không quen mà gặp xe nó bị vậy là nguy hiểm lắm nha. Còn cái dầu thắng á, thì dầu thắng thì nó có từ đốt 1 tới đốt 4 tùy theo chức năng. Thì trên mỗi cái nắp dầu á, trên một cái nắp dầu khi mà nhà sản xuất người ta sản xuất á, thì người ta sẽ nói là cái xe của mình sử dụng cái dầu cỡ đốt nào là tiêu chuẩn tốt nhất. Thì thường thường là ở đây nè, nó ghi nè, đốt 3 hoặc đốt 4, các bạn thấy không, là đối với xe Future 125 tùy loại xe nó sẽ ghi. Có những dầu thắng nó cao cấp hơn như là Brembo này nọ, Tokiko, Nissin của những xe phân khối lớn như CBR 1000 hay là Ducati đồ này nọ đó, thì cái dầu thắng nó tốt lắm, cái dầu thắng nó mắc lắm, mắc cực kỳ. Cái dầu này á, nếu mà ở ngoài vô hãng hỏi thì nhiều khi nó nói tới 300 mấy á, nhưng mà mình lúc trước à, bây giờ thì mình mua chỉ có 171 thôi, mình nghĩ chắc là mấy anh trên Yamaha thấy 300 mấy xài ổn quá, mua cho dầu thắng 32 mấy chục ngàn xài đó. Thì cái dầu này là của Yamaha ha, nó là tới đốt 4 nha các bạn, đốt 4 đó. Thì cái chai dầu này nó cũng mới lắm, nó cũng mới à, chưa có xài. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái phốt và mình thử cho các bạn coi thay cái phốt nó bình thường là như thế nào. Hồi nãy nó hư thì các bạn thấy rồi đúng không, nó mất áp lực và mình đã đi vệ sinh, mình rửa nó sạch sẽ bằng xà bông đây đó, mình rửa trong lòng sạch sẽ ha, mình rửa sạch sẽ hết, mình rửa tốt hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc mình ráp lại như cũ thôi, mình bỏ cái lò xo vô, sau đó mình bỏ cái phốt vô ha các bạn ha, mình bỏ cái phốt vô và mình xài lại nó như cũ thôi. Đây, ở đây là cái lò xo này nó có một cái lông đờn này, nó có cái ngấn giữa nè, là để nó giữ cái phốt này, các bạn thấy không. Rồi mình y vậy mình ráp thôi, bỏ lò xo vô, bỏ cái phốt vô, thì cái phốt là đảm bảo là nó vô tới cái lò xo là nó ngay giữa cái lông đờn rồi, các bạn yên tâm đi, tại vì nó không có làm khác được đâu, do nó thiết kế chuẩn với nhau rồi ha. Đó, mình đưa cái phốt vô, cái phốt nó vô là vậy. Rồi sau đó mình cái phần ben này là nó ăn với cái phần đạp đó, cái phần mà lõm tròn này nè, cái phần này là cái phần xi lanh, mình đẩy này vô đó. Thì khi mà các bạn đẩy vô vậy nè, bản thân các bạn đẩy vô là các bạn đã nghe hơi một cái kịch rồi, nếu mà nó kín phốt là các bạn đã nghe hơi nó có trong này rồi ha.
Rồi sau đó mình cũng sẽ thay cái phốt này luôn. Mình sẽ thay cái phốt chụp bụi này nè cho nó kín. Cái chiều phốt á, anh em cũng lưu ý cho mình vậy nè. Nếu như chúng ta gắn cái chiều này nè quay vô bên trong thì khi dầu á, cái này đạp á, dầu nó sẽ tươm ra đây nè, cho nên chúng ta phải gắn cái phần lớn á, nó phải đi vô phía trong ha, cái phần nhỏ đi phía ngoài thì nó mới cản nhớt được nha các bạn. Còn muốn mà gắn được cái phốt này vô thì chúng ta cần phải tha một ít nhớt, nhớt mới á, chúng ta tha lên cái phốt. Chúng ta dùng nhớt mới, chúng ta tha lên cái phốt. Tha vô cái phốt này nè. Tha vô cái phốt. Dùng miếng nhớt mới tha vô cái phốt để cho nó trơn, hoặc miếng mỡ bò cũng được. Đó rồi các bạn mới nhét vô được. Còn nếu như các bạn mà nhét không thì nó dễ đứt cái phốt cao su này lắm nha. Cái phốt này căng lắm á, vô cái phốt này là phải biết kỹ thuật vô á, vô nặng lắm. Thôi vậy nè, các bạn cứ đẩy nhẹ. Dùng cái lò xo nhọn á. Lò xo này nè. Các bạn cứ luồn nó giữa cái phần phốt với phần nhôm á, các bạn cứ đẩy nó vô từ từ ha. Dít nó vô từ từ chứ không có vội nha. Cái này mà các bạn căng nó ra quá, hoặc là các bạn cố tình các bạn đẩy nó thì nó dễ bị đứt lắm. Cho nên mấy cái này là phải khéo léo ha, làm từ từ thôi. Không gấp được. Rồi, nó phải vô đúng cái chiều này nè. Nó vô vậy là được. Sau đó các bạn sẽ bỏ nó. Bỏ cái phần này nè vô trong đây. Cho các bạn thử. Thử coi nó chạy tới chạy lui có trơn tru không. Rồi, nhẹ nè ha, chả nè. Và lưu ý của mình á là bạn biết gì không? Các bạn đạp ở đây nè thì bản thân cái phốt này nè, khi mà nó hoạt động á, nhưng mà cái phốt này mà nó vô đúng á là nó sẽ tạo một cái áp lực. Nó sẽ tạo một cái áp lực đẩy ha. Nó sẽ đẩy cái phần dầu thắng ra đây nè. Các bạn thử ở tay đây nè. Các bạn thử tay nè, các bạn bịch á thì phần này nó sẽ đẩy hơi ra. Nó sẽ tống hơi ra. Đó. Dạ, ok. Nè các bạn nghe nè, tiếng hơi nè. Thấy không? Đó, nó bơm hơi xịt ở trong đó, đó. Là đúng ha. Rồi, sau đó mình chỉ việc mình gài cái phần đạp của nó nè, phần đạp của nó đây nè. Thì nếu như các bạn có phốt chụp bụi này mới, các bạn thay luôn thì các bạn thay luôn cái phốt chụp bụi nha. Hiện tại thì mình hết cái phốt chụp bụi rồi, mình còn cái phốt chụp bụi nhỏ à. Mà tạm thời cái phốt này nó cũng chưa có rách nhiều, cho nên là mình sẽ sử dụng lại, mình không có thay, mình phục hồi nó lại. Rồi mình sẽ cho các bạn coi, dẫn chứng cho các bạn coi, lấy chai dầu thắng ở ngoài. Rồi gài cái phe, đảm bảo cái phe nó vô ha, kéo cái phốt lên. Gài làm sao mà cho cái phe nè nó phải rớt vô cái ngàm á, nó rớt vô cái ngàm thì chúng ta mới ráp nó thành công được. Đó, vô đó, giật nó không ra nè. Rồi sau đó gài cái phốt này cho nó ôm sát để bụi rồi nó không lọt vô. Đúng rồi, nếu mà có phốt mới thì chúng ta thay nha thì nó sẽ tốt hơn. Giờ mình sẽ bỏ dầu vô. Mình sẽ bỏ dầu vô đây mình thử. Mà tiếc cái là cái chiếc ẹt kia mình sửa xong rồi. Mà hiện tại xe là mình cho đứa em nó mượn. Nó đi. Rồi, thử dầu. Đó. Ok, rồi, ok. Rồi, chỉ các bạn muốn thử cái này nè. Là mình đã đổ dầu vô trong bình này ha. Đây nè, mình đổ dầu vô rồi nè. Đó, mình đổ dầu thắng vô rồi. Bây giờ mình đạp thử coi là nó có lên dầu đây không. Rồi giờ mình đạp thử ha, các bạn nhìn nè. Nếu mà mình đạp thử á, mà nó tống dầu ra, nó đưa dầu lên. Đó, nó lên. Ồ, cứng quá, nặng đạp không nổi luôn á. Ồ, đẩy dầu lên nè. Các bạn thấy không? Đó, nó đẩy dầu lên á. Và ở đây nó không chảy dầu nè. Ở đây quan trọng là nó không chảy dầu ra như cũ nữa nè. Nó không có bị đứt cái phốt đây nè. Các bạn thấy dầu nó bắt đầu ra nè. Đây, để mình đẩy cho. Mình làm cái kỹ thuật lấy hơi nè. Đạp lên nè, buông cho hơi ra nè. Giữ chặt lại nè, hạ xuống nè.
để không khí không lọt vô nè, ha, lại tiếp tục đạp lên nè, buông hơi ra nè, đó nó ra đó, rồi thả xuống nè, giữ chặt nè cho không khí không lọt vô nè, rồi đạp lên nè, hơi ra đó, nén xịt ra luôn, thấy không các bạn, đó là kỹ thuật lấy dầu hơi đúng đó nha. Rồi buông ra nè là phải giữ chặt nè để cho không khí không lọt vô nè, đạp ra là nhóm nhẹ nè cho hơi tống ra nè, các bạn thấy không, đó nó ra rồi, chẹt cái nó ra đó, buông ra nè là phải giữ chặt. Khi chúng ta buông cái cần đạp, buông cái tay thắng hay buông cái chân thì chúng ta phải giữ chặt cái lỗ này không cho khí vô, hoặc là mình siết chặt con ốc không cho khí vô, và khi chúng ta đạp thì chúng ta sẽ nới ra để cho khí nó đạp ra đó. Bây giờ chúng ta thao tác đúng. Bây giờ là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách mà khắc phục cái ben bị hư rồi. Nhưng mà do là mình cái xe setter của mình đã sửa hoàn chỉnh rồi, nó không có hư cái đĩa nữa, cho nên mình cũng không có muốn tháo ra mất công. Mà sẵn đây thì mình đang có cái xe ở nhà, cái xe Future 2 ha, Future 2 125 ở nhà nó đang bị hư. Thì hiện tại là lý do là do cái người xài người ta không biết. Thì đây là cái miếng bố thắng đĩa nè, người ta đi mòn hết bố rồi mà người ta để cái miếng bố này nó cạ vô cái đĩa đây nè, nó cạ vô cái đĩa đây, cái đĩa nó bị cạ nè ha, nó cạ vô cái đĩa thì nó gây ra cái sự ma sát á, giống như mài dao vậy đó, nó mài mòn cái đĩa. Thì với cái đĩa này nè, cách giải quyết á thì có khả năng đi mài. Cái loại đĩa này thì mài được nha, nhưng mà cái loại đĩa exciter nó có mấy cạc gô đây là không mài được. Cái đĩa này thì đầu tiên người ta sẽ kẹp lên máy vậy, người ta mài cái mặt này, sau đó người ta úp lại, người ta sẽ mài cái cạnh này, là người ta sẽ mài được cái đĩa này. Còn cái đĩa exciter mà nó có mấy cái đống ạc gô đây nè, là khi bỏ lên nó bị gập ghềnh vậy nè, cái máy nó không có hít được. Cái máy mài cái bàn của nó sẽ hít từ, nó hít cái đĩa lên và sau đó nó mài. Thì cái con ạc gô, bốn ạc gô này nó không có hít được, cho nên là nó không mài được nha các bạn. Cái đĩa exciter 135 là không mài được. Thì chi phí mà mài một cái đĩa như vậy á là khoảng tầm độ là 100 ngàn. Mà nếu mà các bạn có nguồn các bạn mua phụ tùng thì một cái đĩa này nó khoảng 200 mấy tới 300 ngàn, không cán luôn. Nếu mà ra thợ làm ngoài 300 ngàn là một cái đĩa tốt luôn á, đĩa xịn đó nha. Đã, bạn nên thay cái đĩa mới đó, thì nó cũng không có chênh lệch nhiều, nên thay cái đĩa. Rồi các bạn cũng lưu ý dùm, bố thắng thì nên xài cái loại zin, xài cái loại lô thì cái chất liệu bố nó cứng, hoặc là bố nó quá mềm, nó mau mòn thì dẫn tới tình trạng là nó sẽ hại đĩa, nó hư đĩa. Do cái người chạy người ta không biết, người ta nghe lẹt xẹt, người ta tưởng đâu cát nó chui vô đây, nó kêu, cái người ta để chạy hoài. Lý do là hết bố, nó cả miếng sắt vô nè, miếng sắt này mòn quá, mòn khuyết luôn nè các bạn, thấy không, mòn khuyết luôn đó. Thì ví dụ mình đi thì còn ít thì mình phải thay đó. Thí dụ một miếng bố là nó bao gồm một miếng bố như vậy, rồi nó kẹp với một miếng sắt, thì chúng ta đi hết miếng bố này là tới miếng sắt là nó sẽ hư đĩa. Thì có vài người trên mạng chỉ là lấy giấy nhám chà cái đĩa này, mình xin lỗi luôn, nó sọc nhẹ nhẹ còn chà được, rửa được, chứ nó mà nó sọc cái gờ giống vậy nè, rờ vô là nguyên cái gờ cả ly luôn, mặt trước mặt sau là 2 ly luôn, ở đó lấy giấy nhám nào chùi cho nổi, giấy nhám nào mà chùi cho nổi ha. Rồi ví dụ mình giờ mình ví dụ nè, đĩa cái này là bỏ nè, mình lấy mấy cái đĩa này mình làm ghế ngồi chơi thôi chứ không làm gì đó, bỏ ha, nè đĩa mòn vậy bỏ nè, mà thấy không, đĩa này là còn dày lắm á, còn nặng tay lắm á, đi mài là được luôn á, nhưng mà mình không mài, tại vì mài tại cái đĩa mà nó sản xuất á là nó sẽ có một cái lớp mạ, thì cái lớp mạ đó nó bền lắm, mình không có nằm trong cái kỹ thuật làm đĩa, mình không có diễn tả được cái này, nhưng mà mình biết là cái đĩa zin nó sẽ rất là bền, còn cái đĩa mà mài lại thì nó mau mòn lắm nha các bạn. Rồi lưu ý luôn, cái việc mà thay heo dầu á thì nó cũng thay dầu thắng trong con heo dầu á, nó cũng đơn giản lắm, nó không có khó khăn gì đó. Thì các bạn muốn thay heo dầu thì điều đầu tiên các bạn xả dầu nó ra. Vậy thì xả dầu bằng cách nào? Đây mình tháo tay thắng rồi, các bạn đợi mình gắn cái tay thắng vô, mình bóp cho dầu nó xuống, mình cho các bạn coi. Thí dụ bây giờ cái dầu thắng này là nó cũng còn được, nhưng mà mình cố tình mình xả cho nó mất áp lực, để mình tạo tình huống là bây giờ mình muốn thay phốt nè, mình muốn vệ sinh nè, mình lấy hơi nó lại bằng cách nào đó. Có nghĩa là bây giờ cái xe này mình đang tạo tình huống là cho nó hết dầu luôn, giống như là nó bị mất hơi luôn ha. Rồi giờ mình muốn lấy cái này ra thì mình chỉ việc mình bóp thắng thôi. Thì khi bóp thắng á là cái tay thắng nó sẽ làm nhiệm vụ đẩy cái khúc ben và nó bơm dầu vô đường ống và nó đưa xuống đây. Bây giờ mình xả bỏ cái dầu này luôn nha các bạn, để mình kiếm đồ mình đựng cái dầu này nè, để nó chảy luôn. Cái dầu thắng này mà nó bị rớt vô trong, nó bị nhiễu vô trong dàn ngủ xe thì nó sẽ gây rợp luôn cái màu sơn đó nha. Dầu thắng này nó nóng lắm ha. Và lưu ý luôn, xài dầu thắng thì nên xài loại tốt một chút, chứ bữa trên Yamaha, mấy bạn trên Yamaha trên kia xài cái dầu mình cũng không chấp nhận được. Cái dầu 3 tháng 2 là cái dầu rẻ tiền nhất trên đời luôn á. Rồi mình bóp vậy nè, đó bê tông nó ra nè ha, bê tông nó rớt ra nè. Mình chỉ việc mình nắm mình dở cái là dầu thắng nó chảy nè, đó bạn thấy không. Rồi dục vô, và lưu ý luôn, rửa heo dầu hay dầu thắng, rửa heo dầu hay cúp ben dầu thì các bạn không được rửa bằng xăng dầu nha, lưu ý nha, không rửa nó bằng xăng dầu.
chỉ có thể rửa nó bằng xà bông thôi, duy nhất là xà bông thôi nha, duy nhất là bằng xà bông, vệ sinh nó bằng xà bông. Nếu trường hợp mà cái xe mình đi lâu ngày á, cái phần mà cái bê tông này nè, cái bê tông ga này nè, khi mà nó thắng á, là nó sẽ ép ra cái bố thì nó chạy dày. Nếu mà đi lâu ngày nó sẽ bị cái này nằm ngoài hoài thì nó bị xét, thì chúng ta dùng cái bùi nhùi nhôm mà chùi nồi á, chúng ta rửa sạch cái trái bê tông này đi. Còn nếu trường hợp mà chúng ta mở ra mà chúng ta thấy cái phốt này nè, nó quá nặng, ở đây nó có một cái, nó phần trên nó có một cái phốt che bụi, phần dưới thì nó có một cái phốt để trái bê tông nó bị được kín hơi á, thì cái này là người ta đã thợ khác người ta làm, là người ta đã nạy cái phốt che bụi đây ra rồi nè, thấy không? Người ta nạy cái phốt che bụi đây ra rồi đó, ta bỏ rồi, thì giờ mình cũng sẽ thay luôn cặp phốt này luôn, mình thay luôn cặp phốt này luôn, rồi mình rửa, mình vệ sinh, mình gắn nó lại nha. Giờ mình xả hết dầu ha, mình bóp cho dầu thắng ở trên này nó chảy xuống hết luôn. Hiện tại là mình mở bê tông ra rồi, nó thông đường ống là nó chảy không còn giọt nào luôn á, nó chảy mất tiêu hết rồi đó. Các bạn nào ở nhà đây, để mình lấy máy cho các bạn coi. Rồi đây cụ chè hai ha, nè các bạn thấy không đó, hết cạn dầu luôn ha, cạn dầu đó. Khi mình bóp là cái phần ben ở trong nó chạy, nó đạp không khí lên đó. Rồi coi như là mình xả hết dầu xe này rồi ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh, mình rửa nó. Thì rửa nó không có cái gì khác hết á, mình khẳng định anh em rửa là rửa bằng xà bông. Còn nhiều lắm thì các bạn dùng thêm cái dung dịch tẩy rửa Sumo đó, Sumo dung dịch tẩy rửa tổng hợp mà người ta hay gọi là để tẩy bồn cầu này nọ đó, thì cái Sumo rửa cũng rất là hiệu quả. Rồi. Cảm hơi rung, mình đụng chân máy nó hơi rung. Rồi nè, Sumo đã này nè, mày Dũng nãy bạn rửa nha. Ở đây mình quậy Sumo xà bông rồi, thì cái này á, khi mà có Sumo vô á, nó tẩy, nó làm cho cái này trắng đẹp ra, sạch sẽ ra ha. Còn nếu rửa xà bông không thì nó không có chất tẩy rửa đó. Rồi các bạn cũng lưu ý á, nguyên lý hoạt động khi người ta thiết kế thắng đĩa là cái bát đĩa gắn vô, gắn đây, thì cái xe á, khi chúng ta bắt như vậy nè, lúc nào cũng vậy, một cái xe mới sản xuất lúc nào cũng vậy đó. Đây mình để mình mô tả cho các bạn coi. Đây, bởi vì khi mà các bạn chế bát thắng đĩa, các bạn cũng lưu ý cái nguyên lý này luôn, là các bạn đảm bảo xe gì các bạn chế thắng đĩa cũng được hết á. Còn chỉ có mấy bạn nó thắng chế này nọ lấy hơi khó, thiệt ra này nè, chỉ có đồ Trung Quốc mà cái đồ nào đời dởm quá mới lấy hơi cũng được thôi, chứ còn mà các bạn chế thắng đĩa mà các bạn xài toàn đồ zin đồ tốt thì xin lỗi luôn, cái nào cũng dễ lấy hơi đó. Đó, khi mà một cái thắng đĩa bắt vô là lúc nào khi chúng ta siết sát cái bát này nè, là cái miếng bố ở trong á, miếng bố này ở trong nè, là nó cũng ở vị trí vừa đụng cái mặt của cái đĩa, vừa đụng cái mặt của cái đĩa zin nha, bố mới, heo mới, bát mới, đĩa mới, nó vừa đụng cái mặt. Thì khi chúng ta tác dụng một cái lực lên tay thắng, nó sẽ truyền dầu, nó ép cái bê tông này, đẩy cái miếng bố ở ngoài vô trong cái đĩa này. Vô trong cái đĩa này nó vẫn chưa có thắng được nha các bạn. Đẩy vô trong đúng không? Thì lúc đó cái miếng bố trong nó vừa đụng cái mặt trong đĩa thôi. Thì chính nhờ cái bát này nè, cái bát này nó trượt ra trượt vô đây nè, nó sẽ tạo một cái lực, nó ép con heo dầu đi vô, đúng không? Nó ép con heo dầu đi vô, nhưng mà do cái bát này được siết cứng ở đây, thì thay vì con heo dầu này chạy vô thì nó sẽ gịch con heo dầu này, gịch cái miếng bố bên trong đi ra ngoài. Có nghĩa là cái phần miếng bố ngoài được bê tông ép chặt vô đây, và con heo dầu được gịch ngược ra để miếng bố trong ăn với cái đĩa, là hai miếng bố này sẽ bóp chặt cái đĩa. Và khi chúng ta buông ra thì thứ nhất là cái đĩa này người ta tạo những cái lỗ, và cái đĩa này không bao giờ phẳng 100%, và nhờ những cái ngàm sắt trong này nè, những cái ngàm sắt trong này nè, sẽ làm nhiệm vụ tách hai cái miếng bố ra lại và đẩy cái dầu khi mà chúng ta thông cái đường ống dầu, chúng ta không tạo áp lực nữa, thì đẩy dầu trở ngược về bình dầu ha, làm đó chúng ta nhả cái thắng ra đó. Nguyên tắc hoạt động đó nó là vậy. Thì chúng ta lưu ý á, là khi chúng ta thay bố thắng, thì những cái phần này trong cái clip trước về thắng đĩa mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi, là chúng ta phải vệ sinh sạch cái cốt này và tra dầu mỡ vô trong mấy cái ắc này cho nó nhẹ, nó trả nhẹ thì thắng nó sẽ nhẹ. Bích tông chúng ta không có bị xét, không có bị rổ, không có bị nở phốt ha, thì thắng đảm bảo nó nhẹ đó. Rồi mấy cái phốt này mà nở quá chúng ta cũng bỏ, để cho bụi nó đừng có vô nha, cho nó đảm bảo tốt của cái độ khích á, độ khích với lại cái việc bụi cát nó không dễ gì nó vô bên trong cái ti, nó làm hư cái ti đó. Thì giờ chúng ta sẽ rửa sạch sẽ con heo. Rồi bây giờ mình sẽ tua qua quá trình này ha, chứ còn rửa này ngồi đợi rửa này lâu lắm. Rồi mình đã rửa xong sạch sẽ ha, mình rửa bằng xà bông thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái phốt, mình thay hai cái phốt, hai phốt nằm ngay đây nè. Thì
thiệt chứ. Yamaha không biết họ nghĩ làm sao mà họ có dầu thắng luôn á. Yamaha có dầu thắng chính hãng cũng tốt lắm á. Mình là mua dầu thắng Yamaha mình xài đó. Mà không hiểu làm sao mà Yamaha ở ngoài đó người ta lại chơi xài dầu 3 tháng 2 mình không hiểu luôn. Dầu 3 phần 2 hay gọi là dầu 3 tháng 2. Khuyến nghị đó là Dodge 3 đó. Nè, mấy cái Ford mà nằm ở trên con heo là vậy nè. Đó. Thì chúng ta thay nó đi. Mình nó thay hai cái Ford ở trong rồi. Giờ mình gắn hai Ford chụp bụi thôi. Rồi. Hiện tại là khi các bạn tháo ra vậy là chắc chắn là trong đường ống rồi, nó cũng không có dầu đâu. Không có đâu có dầu đâu. À, nó sẽ hết dầu luôn á. Mọi vị trí nó đều chảy dầu ra hết rồi. Rồi mình rửa sạch sẽ vậy rồi. Đó, thì với lại một phần á, mình làm xong á, mấy cái dầu thắng trên xe nè, mình phải đem cái xe đi rửa liền ha, xối nước liền nha. Chứ mình không có để lâu được nha các bạn. Đó, nè, Ford nè. Đó, mình đã đổi Ford mới rồi ha các bạn. Rồi, giờ mình... thổi cho sạch nước đi. Kiếm được 2/4. Rồi, mình bố mình mới. Mình thay bố mới nha các bạn. Mình thay bố mới. Bố cũ mình bỏ luôn. Đó. Mỡ bò thì anh em cũng lưu ý xài những cái loại mỡ bò tốt này nè. Mỡ bò này mỡ bò nhập Mỹ nè, có mobile nè. Mình thì mình xài cái này nhiều ha. Mỡ bò đó xài cho chịu nhiệt trong nồi luôn. Rồi. À, cái Ford đó mình gắn vô thì anh em phải thao tác cho nó chuẩn xác nha. Đừng có để nó bị kẹt. Rồi giờ nè. Đây, Yamaha có dầu thắng nè. Một chai này 300 mấy chục ngàn. Không xài. Đi xài cái dầu thắng 3 tháng 2 cái mấy chục ngàn nè. À, dầu thắng là Dodge 4 nha các bạn. Dodge 4 luôn nha. Và chất lượng tốt á. Cái Dodge đó là thể hiện cái chất lượng của cái dầu, giống như cấp nhớt rồi này nọ đó. Đó, chai này chưa khui luôn, chai này mới. Bữa là mình ghé chỗ anh bạn á, là mình cũng xài chai Yamaha nè. Đó, mình thay nhớt cho chiếc ẹp rồi ha. Khui chai dầu thắng. Rồi, lấy ben xe này cực kỳ dễ. Mấy cái thắng đĩa này lấy ben cực kỳ dễ luôn. Các bạn làm đúng thao tác như mình thôi. Ha, đúng thao tác như mình. Mình có thể làm ngược cái độ hút của Yamaha á, thật ra á, mình chỉ việc á, mình lấy cái ống chích á, ống chích loại lớn á, mình làm cái ống cao su, ống nhựa trong á, mình gắn đây, rồi mình bơm dầu vô, mình hút một cái, mình bóp, mình mở ben á, mình bóp tới thắng là mình mở ben và mình hút nó ngược lên, giống như hồi nãy trong sơ đồ lý thuyết mà mình hướng dẫn anh em cái đường đi của dầu á, thì mình bóp thắng vô cho cái ben nó được thông, nó được mở. Cái mình dùng ống chích mình hút ở đây lên là nó cũng lên rồi, chứ không có cần máy móc gì ghê đâu. Nhưng mà mình có một cái mẹo khác làm nó lẹ hơn. Các bạn gắn cái một trái bít tông vô đây cho mình, nếu mà loại 2 bít tông. Còn loại 1 bít tông. Còn loại 1 bít tông thì các bạn chỉ việc làm 1 bít tông thôi. Đó, sau khi gắn xong, mình sẽ đổ dầu thắng vô. Mình đổ dầu thắng vô và cho nó thông qua cái bình bên kia luôn. Cho nó chảy nó thông qua cái bít tông bên này nè. Đây nè, cho nó thông qua được cái bít tông bên này. Mình nhóm cái này nhẹ lên cũng được nữa. Đó, mình cho hai cái này thông à. Rồi mình nghiêng cho bít tông bên này dầu thắng nó nhiều hơn. Sau đó mình gắn cái Ford vô ha, mình gắn cái bít tông vô ha. Rồi, bên này có dầu rồi đúng không? Mình châm thêm miếng nữa. Cho đảm bảo nó trào ngược lên được á. Mình men ngược ở đây chứ mình cần gì lấy hơi từ dưới kia lên đâu. Kỹ thuật lấy dầu thì nó có nhiều kỹ thuật lắm. Rồi có mấy bạn đó xài kìm kẹp ống cũng được. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ nói tới cái vụ kìm kẹp cái ống dầu ha. Dùng cái kìm mở phe bung này nè. Mình một tay mình giữ cái bít tông này lại nhẹ nhẹ, tay này mình đè nhẹ nhẹ thôi. Đè cho đó, nghe nó trào lên kia cái xịt liền à. Rồi, tay này mình bóp đây. Đó, đây là một cái mẹo mà gọi là lấy dầu nè, nó khò khò lên kia kìa. Và đảm bảo bạn lấy như vậy. Khi mà chúng ta như vậy vô là đảm bảo trong đường ống nó đầy dầu nè, mình cho các bạn coi nè. Đó, mình đạp nãy giờ nó khì lên luôn á. Đây, nè, đó dầu nó chưa lên tới đúng không? Nó chưa đủ dầu, ok, cũng được. Cái hiện tượng dầu này nó chưa lên đủ là do cái đường ống này nó dài, xe này nó dài. Rồi, mình sẽ cho dầu nó vô đây. Rồi, xong ha. Rồi, coi như là mình khóa dầu nó lại nha. Đầy đủ dầu rồi. Ở dưới này mình chưa có can thiệp gì hết. Để đây đi, từ từ. Từ từ rồi lấy hơi. Mình cho dầu nó vô trong đường ống rồi đó. Rồi, hai cái Ford này còn xài được. Mình xài lại.
Còn nếu mà nó nở quá bự, quá rộng rồi, nó nở cái lỗ này nè, cái lỗ này nó nở bự quá rồi, thì mình bỏ đi. Rồi trước khi các bạn ráp, các bạn cho miếng mỡ bò. Mỡ bò càng xịn á, khi các bạn quét này nè, thì nó sẽ kéo cái sợi ra, là cái mỡ bò đó nó tốt ha. Có một số bạn nó xài mỡ thực vật này nọ đó, thì mình cũng không chuyên về mấy cái này đâu. Thì mình thấy cái loại nào tốt, cái hiệu nào tốt, mình tin dùng mình xài thôi. Thì cái loại mỡ này là cũng là chịu nhiệt tốt rồi. Mobil nó làm cái cấp nhờn của cái mỡ này cũng rất là tốt. Đấy, mỡ bò thì nó cũng như nhớt vậy đó, nó cũng có cái độ nhờn này nọ, nó cũng có ha. Cái cấp độ của nó có hết á. Rồi mình vô cái rồi, vô cái bát này nè đó, ngay ngắn ha. Sau đó xong, đây là cặp bố ăn mới nè ha. Đây cặp bố mới luôn đó, mình cho bố thắng vô thôi. Thao tác cho bố thắng thì xe nào cũng vậy rồi, cái chuyện đó anh em làm nghề à. Mình còn miếng phe nữa, miếng phe mình rửa nè. Thì phe này cũng dễ gắn lắm, các bạn tháo ra lúc nào trong này nó có cái ngàm để nó gắn hai cái vấu chịu nè, bạn gắn đúng là được rồi. Tháo ra sau gắn vậy thôi, làm nghề thì cái này quá dễ rồi, anh em chịu khó để ý một xíu là được rồi. Các bạn nắm vững nguyên lý đường đi của dầu hoạt động của thắng đĩa thì đảm bảo các bạn luôn, xe gì cũng vậy, 2 thắng đĩa, 4 thắng đĩa, mấy thắng cũng vậy. Xe hơi thì ra nó có một con heo dầu tổng rồi, nó ăn cái 4 bánh nó cũng bình thường, cũng làm lấy hơi bình thường. Rồi Ford Cup Ben xe hơi, người ta mấy xe hơi mất tiền tỷ luôn, người ta còn thay Ford Cup Ben, cái đó mà thay không an toàn, thay hết đó, T8. Rồi ha. Sau khi mình gắn bố vô hết, đúng không, mình ráp bố vô hết, mình bỏ con heo vô, siết ốc lại đã. T12, T8, dặn vô, T12, dặn vô. Đẩy hũ mỡ bò này lại, đẩy hũ vô thắng lại cái này, để nó đổ. Lê quay là nó đổ. Rồi. Thiệt ra nếu mà khâu mà công đoạn mà lấy hơi cái này thì thiệt một xíu à, chứ đâu mà mấy tiếng đồng hồ. Cái xe mình là xe zin mà, xe mình đang xài bình thường chứ đâu phải là xe mà bị dợt, của khách bị dợt đâu. Chứ nếu trúng trường hợp mà xe mà bị chỗ khác dợt nữa thì nó như thế nào nữa, nó còn nguy hiểm hơn nhiều lần nữa đó. Khi mà kiểm tra biết xe người ta heo zin nè, heo mới tinh luôn, bát mới tinh, mới vừa thay con heo mới luôn à. Cái ben zin còn hỏi rồi, xe này đó vừa zin là nhìn là biết cái ben zin chưa đụng rồi, là xe mình đó vừa cái ben zin này. Thì làm gì có việc mà xe mình đang chạy mất hơi được, do kỹ thuật anh em lấy không được, anh em sợ quê, anh em đổ thừa do hai cái lông đền. À, mà mình đã nói rồi, kiểm tra mấy cái lông đền, ok, mình cũng nhắc, đúng không? Thì cái là mình đã nhắc rồi, thì các bạn cứ gì kiểm tra nó đi. Rồi bây giờ mình bắt nó vô rồi ha, mình bóp tới khi nào mà mình cảm thấy mà nó hơi nặng á, nó hơi nặng. Đây, mình thử mình quan sát coi. Đó, khi mình bóp ở đây nè, là nó phải có bọt lên, có nghĩa là cái ben mình nó đã chạy á, cái ben mình nó đã hoạt động rồi ha. Tại vì bây giờ mình mô phỏng này, cho dù tay dầu này mình mới thay thì cũng như cái ben hãng mới thay thôi, thì mới thay thì đồ mới nó phải ngon, phải tốt đàng hoàng chứ. Rồi bây giờ lấy hơi, đúng không, mình dầu đã vô rồi nè, bây giờ mình lấy hơi cho nó cứng nè, lấy ben hơi thì không để cái dẻ các bạn, để lỡ nó nhiễu lên nhằn nhựa mình chùi cho kịp nè. Đầu tiên nè, mình thử có dầu có ra đường này không, mình thử có dầu mình bóp thắng vô, mình bóp thắng nguyên lý như mình hướng dẫn anh em á. Khi mình bóp như vậy là cái ben nó đang đẩy áp lực, nó đang căng, đúng không các bạn, cái ben nó đang căng đó, là nó đang đẩy xuống. Mà các bạn mở cái này ra thì nó không khí nó sẽ luồn vô đây, các bạn lại buông cái thắng vậy thì nó hút ngược không khí vô trong, thì còn gì gọi là lấy hơi nữa, đúng không? Làm sao mình đẩy không khí ra ngoài đường ống được. Bây giờ chúng ta đang làm một cái việc là đẩy không khí ra ngoài đường ống, mà chúng ta bóp dày xong chúng ta mở nhớ mấy con ốc hơi ra, cái chúng ta buông dày nó hút ngược không khí vô rồi thì còn gì lấy hơi nữa ha. Trước tiên là kiểm tra coi dầu nó có ra ở đây không nè. Đó, dầu nó ra nè, mình xả nhẹ là thấy dầu ra là ok nè, nó có ben rồi, đúng không? Rồi sau khi mà mình thử con ốc trên xong, mình sẽ thử con ốc dưới luôn. Mình bóp mấy cái xong mình thử con ốc dưới luôn coi dầu có ra không. Mình phải thử coi dầu nó thông đường ống không nè. Đó, dầu nó ra nè, chảy ra quá trời luôn nè. Rồi xiết lại đi. Rồi mình bóp thêm mấy cái nữa. Mở cái nắp này ha, mình mở cái nắp này. Lưu ý nè, lúc mà chúng ta xả những cái vị trí mấy con ốc này nè, là chúng ta phải giữ tay thắng ở vị trí bóp nha. Bóp nha, để không khí nó không lọt vô đó, mình xả ra nó nghe hơi một cái xịt, nó xịt ra luôn đó. Rồi mình bóp cái cứng nhắc luôn rồi nè. Đó, mình chỉ xả có một cái nhẹ là cứng rồi nè. Nè các bạn coi nè. À, bóp nè,
bóp không nổi luôn nè. Hết sủi bọt lên nè ha các bạn, thấy không? Lấy hơi rất là lẹ. Rồi, một kỹ thuật thứ hai. Ngoài cái việc lấy ngược bích tông ngược nè, mình chỉ các bạn luôn. Cái ống này thiệt ra nó là một cái ống cao su, bên trong này là sợi bố. Thì khi mà các bạn muốn lấy hơi cái này, các bạn muốn lấy hơi bây giờ mình cho. Mình lấy rồi. Các bạn muốn lấy hơi cái này đúng không? Các bạn bóp nhẹ này cho mình, các bạn kẹp nhẹ này cho mình. Hai kẹp nhẹ thôi, trong này nó là cao su giống vậy, kẹp nhẹ đảm bảo đủ nó kẹt cái đường ống này, các bạn nhìn tay mình nè. Kéo cao lên. Rồi, nhìn nè. Cái tay mình nè, nó bóp tới đây nó dừng rồi nè, đúng không? Thì các bạn bóp dày, các bạn buông cái kềm ra là tự động nó đi vô, thì nó sẽ tống một lực hơi mạnh, nó đẩy dầu xuống. Đó, là chúng ta bóp như vậy, liên tục như vậy là nó sẽ tống dầu ăn gian rất là lẹ. Rồi, giờ cứng ngắt rồi nè, giờ bóp tới đây là cứng rồi. Thấy không? Mình xả hết dầu, mình lấy hơi trong vòng một nốt nốt nhạc à. Chứ không có phải mà 4-5 người bu lại lấy làm cái gì, thủ công người ta làm cho nó lẹ. Xong rồi nè, đó, thao tác đơn giản, 1 phút 30 giây là giải quyết luôn. Đó, chỉ các bạn nè, cái mẹo, đừng có sợ nó dập ống, trừ khi nào quý anh em sử dụng cái ống này. Mấy cái ống này nè, ống màu mè này nè, thì cái ống này nó bằng nhựa, khi mình bóp vậy thì nó làm cái ống nó bị gãy, bị ấy, nó mất thẩm mỹ thôi. Chứ còn thiệt ra, để nghẹt cái đường ống này khó lắm, trừ khi có dị vật vô thôi. Tại vì chúng ta liên tưởng nè, khi cái lực mình bóp dầu này nè, gọi là lực thủy lực, nó mạnh lắm, nó đẩy được cái bích tông bằng sắt chạy ra ngoài luôn, thì lấy gì mà nó không làm thẳng cái đường ống này lại được. Hơi dầu nó mạnh lắm ha, chỉ sợ là mình bóp vậy nó gấp cái ống người ta nó xấu, nó mất đẹp thôi. Thì thành ra những cái ống cao su này thì mình không khuyến khích, nhưng mà mình chỉ nói các bạn, các bạn làm đúng như mình đi, còn không các bạn có cách khác. Tháo ống này ra, chặn ngón tay đây, bóp một cái dầu nó xịt ra, có nghĩa là ben hoạt động tốt. Khóa ống này lại, đúng không? Lấy hai ngón tay mở ống này ra, bịch cái đầu này lại và chúng ta bóp. Khi chúng ta bóp là chúng ta sẽ giữ kính ở đây đó, chúng ta bóp á, chúng ta cầm kính cái này, và khi cái lực tay ở trên bóp thì chúng ta sẽ buông nhẹ ra cho không khí ở trong nó tống ra, đúng không? Khi chúng ta buông tay thắng ra thì chúng ta sẽ phải bóp chặt lại để cho không khí nó không lọt vô. Tiếp tục luân chuyển như vậy tới khi nào dầu thắng nó xuống tới đây, đúng không? Xuống tới đây rồi, khoan ốc này lại, đóng ốc này lại, gắn ốc vô. Rồi, tiếp tục mở con này ra, đúng không? Khi chúng ta bóp thắng thì chúng ta phải khóa con ốc này lại, và khi chúng ta bóp thắng thì chúng ta xả hơi ngóc này ra cho hơi ở trong nó chạy ra ngoài, và khi chúng ta buông tay thắng ra thì chúng ta khóa con ốc này lại. Đó, chúng ta cứ làm vậy thì đảm bảo trong này nó mất hết không khí và từ từ nó sẽ cứng hơi lên thôi. Đó, các bạn thấy không? Mình rõ ràng là mình với việc mình lấy thiệt ra nãy mình bóp ra có hai cái à. Bóp có hai cái à, nãy giờ diễn giải nhiều chứ mình bóp có hai cái là hơi, tại vì bản thân là mình đã đẩy cái bích tông từ dưới, mình đã đạp dầu ngược lên nó gần tới đây rồi, tại cái đường ống này nó hơi dài, chứ nếu mà nó ngắn là nó đã lên tới chén này rồi, thì mình chỉ việc mình đổ đây và mình bóp hai cái là nó xuống dưới rồi. Còn thao tác mình kiểm tra đây là mình đang hướng dẫn anh em thôi, chứ còn khi mà hai cái bích tông này mà mình đã đạp, mình cố tình mình đổ đầy dầu, mình đạp cái lên tới trên luôn rồi đó. Vậy là mình đã xả gió xong ha, thì đảm bảo các bạn vậy nè, khi các bạn làm xong, thứ nhất các bạn làm thắng đĩa đúng. Các bạn làm thắng đĩa đúng nè, rồi bóp thắng nha. Nè, các bạn quay là phải nhẹ, đúng không? Quay phải nhẹ, và các bạn bóp thắng nè, dừng lại rồi bạn buông ra. Quay là phải nhẹ, đó, vậy thì nó không kẹt đĩa. Bóp chặt đi. Nè, bóp chặt nè, cứng ngắc luôn. Cứng hơi cứng ngắc luôn, không có cách nào quay được hết đó. Ăn thắng rồi, tại vì cái tay mình bóp khi mà nó đã nặng rồi thì chắc chắn là thắng đĩa nó ăn, còn bóp mà nó cứ dẻo dẻo mềm mềm thì chắc chắn là thắng nó không ăn. Nó không có áp lực ha. Còn mình bóp mà cái tay mình bóp tới dày luôn nè. Nè, bóp mà tới đây gồng hết lực luôn, còn chưa đụng vô được nữa là áp lực này nó lớn lắm nha các bạn. Rồi thì đó, mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà sửa ben, cái cách lấy hơi nhanh nhất, cái cách hiệu quả nhất, và cái cách lấy thông dụng là thử hơi theo đúng quy luật và cái lý thuyết đường đi của dầu nó hoạt động sao, bố thắng nó hoạt động sao. Rồi, hy vọng là với cái sự chia sẻ mình thì những anh ở Thắng Lợi, các bạn trẻ có coi được thì các bạn đừng ngại, ai cũng phải học hỏi. Bản thân mình có những cái mình không biết, mình cũng đi học từ anh em, mình cũng phải học từ tài liệu, từ chỗ này chỗ kia. Thì nếu như mình không biết thì mình cứ học, các bạn cứ việc coi video clip này các bạn học. Rồi nếu như bây giờ các bạn làm cho hãng thì cái đường lối chính sách nó là vậy, mình phải tuân theo. Nhưng mà nếu mà một mai sau các bạn có ra ngoài mở tiệm riêng hay là làm tiệm cho gia đình, thì mình những cái ban này nếu mà mình cảm thấy người ta đường xa, nhiều khi vậy nè, mình thì mình không có dám nói mình giàu có hay có tiền gì, nhưng mà mình cũng có một cái khoản kinh phí dự trù khi mà mình đi du lịch để mình sửa xe thì có thể chấp nhận. Nhưng mà đối với những anh em sinh viên hay những bạn trẻ, người ta đi người ta không có nhiều tiền, bây giờ lỡ trúng cái ban này hư mà người ta cái kỹ thuật lái xe người ta không tốt, người ta không thể nào chạy cái xe không thắng từ ở trên Đà Lạt về mấy trăm cây, 300-400 cây số, 380 mấy cây số mà chạy với một cái xe không thắng được hết á, thì chúng ta phải có cái cách nào đó chúng ta giúp đỡ, chúng ta hỗ trợ anh em ta bằng chi phí thấp nhất, người ta có thể an toàn. Tại vì mình nói các bạn á, cái tháng trước á, các bạn mất cái tháng trước thì các bạn xài tháng sau nó cũng quen.
Nhưng khi các bạn mất cái tháng sau nó nguy hiểm lắm. Tại vì người Việt Nam mình quen sử dụng cái tháng sau nhiều hơn cái tháng trước. Cho nên á, khi mà cái tháng sau có sự cố, người ta dễ bị lúng túng khi chỉ có một cái tháng trước. Mà tháng trước là tháng gấp một cái là có tai nạn xảy ra liền nha các bạn. Mà đặc biệt là xe côn tay nữa. Mà nếu mà trúng cái người tay lái không cứng nữa thì nguy hiểm lắm. Cho nên mình chia sẻ cái này, nếu anh em cảm thấy nó có lợi cho nghề nghiệp anh em thì anh em cứ làm theo, cứ học tập, cứ phát huy thôi. Tại vì mình công việc mình làm, mình không có phải nói xấu anh em trong hãng hay là gây mất đoàn kết gì hết. Tại vì mình cũng là thợ máy với nhau hết á. Mình làm vậy, bản thân mình cũng đang là đồng nghiệp với anh em, mình cũng đang làm việc có liên quan tới Yamaha, mình cũng đồng nghiệp của anh em. Cho nên mình không có muốn cái chuyện này nó xảy ra, nhưng mà nó là sự thật, mình phải chấp nhận để học hỏi thôi. Thì sau cái sự thật đó xảy ra thì mình cũng có những cái bài học cho mình. Mình ghi nhận là cái nghề thợ máy, anh em cũng có bài học cho anh em, và những cái bạn xem clip cũng có những cái bài học, ai cũng phải học hết đó. Đó, thì hy vọng là cái clip này sẽ giúp đỡ cho bản thân anh em, cho mình và cho cộng đồng ở trên YouTube, cho những bạn mê xe hiểu thêm về nghề sửa xe máy. Thì các bạn thấy hay nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng việc xem quảng cáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở video clip tiếp theo về những ban bệnh khác. Xin chào và hẹn gặp lại, và hy vọng những hành trình sắp tới mình đi sẽ không còn những cái hình ảnh như vậy nữa. Những hình ảnh sẽ đẹp hơn, tốt hơn nha các bạn. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31. Anh em nào gặp ban về xe thì nếu không biết cứ nhắn tin cho mình.